Địa lý lớp 12, bài 28, vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường các hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam bao gồm 4 hình thức, điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. A. điểm công nghiệp, đồng nhất với một điểm dân cư, gồm 1 đến 2 xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau, phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, thường hình thành ở Tây Nguyên, Tây Bắc. B. Khu công nghiệp, hình thành thập niên 90, do chính phủ quyết định thành lập đã và đang đem lại hiệu quả cao, không có dân cư sinh sống, có ranh giới rõ ràng, vị trí địa lý thuận lợi, tập trung nhiều xí nghiệp trên một khu vực, chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, phân bố không đồng đều, chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, duyên hải miền Trung. C. Trung tâm công nghiệp, hình thức tổ chức ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn có các ngành chuyên môn hóa với vai trò hạt nhân và các ngành hỗ trợ và phục vụ dựa vào vai trò của trung tâm công nghiệp trong sự phân công lao động theo lãnh thổ ở nước ta chia ra làm ba nhóm trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia thành phố hồ chí minh hà nội trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng hải phòng đà nẵng cần thơ trung tâm công nghiệp có ý nghĩa địa phương việt trì thái nguyên nha trang nếu căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp thì có thể chia các trung tâm công nghiệp thành ba nhóm: trung tâm công nghiệp rất lớn, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, trung tâm công nghiệp, Việt Trì, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang. D, vùng công nghiệp là hình thức ở trình độ cao nhất, không gian rộng lớn, bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ bậc thiết với nhau, có nét tương đồng trong quá trình hình thành có một vài ngành chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, các ngành phục vụ, bổ trợ. Có 6 vùng công nghiệp. Vùng 1: các tỉnh thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ trừ Quảng Ninh. Vùng 2: các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Vùng 3: các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Vùng 4: các tỉnh thuộc Tây Nguyên trừ Lâm Đồng. Vùng 5: các tỉnh Đông Nam Bộ, Bình Thuận, Lâm Đồng vùng 6, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.